trong cuốn sách có tựa đề Tiểu luận về nguyên tắc của dân số. Linh mục và cũng là nhà nghiên cứu nhân khẩu người Anh Thomas Robert Malthus từng nêu ra quy luật rằng trong điều kiện thuận lợi, dân số của loài người nếu tăng theo cấp số nhân thì sẽ đạt số lượng gấp đôi sau khoảng 20 cho đến 25 năm. Tuy nhiên, sản xuất thực phẩm và đồ tiêu dùng cần thiết chỉ tăng theo cấp số cộng, vậy thì dân số sẽ không thể tăng thêm với tốc độ đó nữa. Khi đó, do bùng nổ dân số, nghèo đói sẽ đe dọa vận mệnh của toàn nhân loại. Quy luật của Malthus có vẻ đúng với những thời kỳ mà khoa học và công nghệ của nhân loại còn lạc hậu, khi dân số của loài người bị kiềm chế bởi nhiều nhân tố khác nhau như nghèo đói, chiến tranh và dịch bệnh. Thế nhưng, sự phát triển thần kỳ của nhân loại nhờ cách mạng công nghiệp và sau đó là cách mạng khoa học kỹ thuật đã đạp đổ những dự đoán của Malthus. Phân bón và các phương pháp canh tác hiện đại giúp chúng ta tạo ra một lượng lương thực khổng lồ để nuôi sống nhiều miệng ăn hơn. Y học phát triển giúp chúng ta giảm tử suất của trẻ em, cứu sống nhiều người bị bệnh nặng và nâng cao tuổi thọ. Dân số nhân loại phải mất 5 triệu năm để đạt con số 1 tỷ người vào năm 1800, nhưng chỉ cần 200 năm để tăng gấp 7 lần con số đó, đạt mức 7 tỷ người vào đầu thế kỷ 21. Con người vào thời đại hậu Malthus như một con quái thú đã được gỡ bỏ phong ấn, sở hữu sức mạnh vô biên và sẵn sàng hủy diệt mọi thứ cản trở đường đi của nó. Và như vậy, sự bành trướng, phát triển và gia tăng dân số của nhân loại chính là bản án tử dành cho những giống loài khác trên trái đất. Nhiều người đồng nghĩa với nhiều cánh rừng bị phá để biến thành đồng ruộng, nương rẫy để trồng thực phẩm, đồng nghĩa với nhiều đất đai bị san phẳng để làm nhà ở, đồng nghĩa với nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm bị chặt phá để phục vụ cho nhu cầu công nghiệp. Nơi từng là nhà của hàng trăm hàng nghìn giống loài thì nay đã bị biến thành nơi chỉ phục vụ cho một giống loài duy nhất, đó là con người. Những mất mát của tự nhiên để đổi lấy cuộc sống cho giống loài của chúng ta thật sự không đo đếm được. Và như hai phần trước, ngày hôm nay, chúng ta hãy tiếp tục điểm tên thêm 10 giống loài nữa bị tuyệt chủng vì con người, như một cách để thấy rõ hơn ảnh hưởng của chúng ta và xu hướng kinh hoàng không thể đảo ngược mà chính chúng ta đã tự mình khởi động. Cuộc đời tuyệt chủng lần thứ 6. Tôi là Dinoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long Cổ Dài. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Video mới sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Tê giác lông mượt. Trong nhiều trường hợp động vật tuyệt chủng thì con người có thể không phải là nguyên nhân duy nhất gây ra sự suy tàn và biến mất của chúng. Tuy nhiên, chúng ta có thể là nhân tố quan trọng góp phần quét sạch những quần thể cuối cùng của các giống loài này. Voi ma mút lông xoăn ở phần 1 của series tuyệt chủng vì con người là một ví dụ, và một loài động vật từng sống cùng thời với voi ma mút lông xoăn cũng là một ví dụ khác, đó chính là tê giác lông mượt. Có danh pháp khoa học là Coelodonta antiquitatus, tê giác lông mượt tồn tại từ giữa thế canh tân cho đến cuối thế canh tân, là một thành viên rất nổi bật của quần thể động vật lớn trong giai đoạn kỷ băng hà cuối cùng từng diễn ra trên trái đất. Cơ thể của chúng được bao phủ bởi một lớp lông dài và dày như voi ma mút, giúp chúng chống chọi với khí hậu lạnh giá của thời kỳ này. Chúng từng có phạm vi phân bố trải rộng từ Á sang Âu, nhưng cuối cùng bị thu hẹp dần trong phạm vi khu vực Siberia của Nga vào khoảng 17.000 năm trước, rồi cuối cùng biến mất hoàn toàn trong khoảng vài nghìn năm sau đó. Điều gì đã xảy ra với chúng? Với kích thước khá to lớn, dài từ 3,2 cho đến 3,6 mét, cân nặng khoảng 1,5 cho đến 2 tấn, đồng thời cả con đực lẫn con cái đều sở hữu hai chiếc sừng, trong đó một chiếc có độ dài khủng bố lên tới hơn 1 mét, thì gần như không có loài săn mồi nào trong tự nhiên có thể đe dọa được những con tê giác lông mượt trưởng thành. Biến đổi khí hậu là một nguyên nhân quan trọng khiến tê giác lông mượt đối mặt với vô vàn thử thách khi kiểu môi trường yêu thích của chúng bị thay đổi, quần thể bị phân mảnh nghiêm trọng nên sinh sản và duy trì nòi giống càng trở nên khó khăn hơn. Về con người, những thợ săn thiện nghệ với trí thông minh đỉnh cao, năng lực làm việc nhóm và kỹ nghệ chế tạo ra những công cụ săn bắn cực kỳ hiệu quả, dường như đã là dấu chấm cuối cùng lên bản án tử của tê giác lông mượt. Nhiều bằng chứng khảo cổ cho thấy, con người đã săn tê giác lông mượt để lấy thịt làm thức ăn, xương và sừng để làm công cụ hay tác phẩm nghệ thuật. Trước sự săn đuổi của con người, tê giác lông mượt không thể tìm kiếm những nơi cư trú thích hợp mới, quần thể càng bị phân mảnh mạnh mẽ và cuối cùng tuyệt diệt. Cá tầm thìa Trung Quốc. Người phương Tây không phải là những thủ phạm duy nhất dẫn đến sự tuyệt chủng của các giống loài. Lịch sử đã chứng minh rằng, khi có những công cụ mạnh mẽ cùng quyết tâm khai thác tự nhiên để phục vụ cho công nghiệp như người phương Tây, thì người phương Đông cũng trở thành một mối đe dọa lớn không kém dành cho các giống loài hoang dã. Ở hai phần trước thì chúng ta đã có các ví dụ như sói Nhật Bản hay cá sấu Hàn Dũ. Ngày hôm nay chúng ta hãy nói về một trường hợp tuyệt chủng ở phương Đông khác, đó là cá tầm thìa Trung Quốc.
Loài cá này sống chủ yếu ở phần trung và hạ lưu của sông Dương Tử, tức là Trường Giang, đôi khi cũng xuất hiện trong các hồ lớn. Chúng thường xuất hiện trong các tác phẩm văn chương cổ điển hoặc tranh vẽ của người Trung Quốc, nổi bật nhờ ngoại hình độc đáo với phần mõm nhọn kéo dài, có thể chiếm tới 1/4, thậm chí là 1/3 chiều dài cơ thể. Cá tầm thìa từng được ghi nhận có thể đạt kích thước cực kỳ lớn, khi trưởng thành thường dài từ 2-3 mét, với một số cá thể được đánh bắt có chiều dài lên tới 7 mét. Một số người tin rằng những số liệu này có thể bị phóng đại quá mức, nhưng việc nghiên cứu kích thước tối đa trên thực tế của cá tầm thìa Trung Quốc rất khó khăn, với số lượng cá thể quá ít đòi do sự đánh bắt quá mức của con người. Vào thập niên 1970, theo số liệu của chính quyền, ngư dân tại Trung Quốc đã đánh bắt đến 25 tấn cá tầm thìa mỗi năm. Môi trường sống của cá tầm thìa cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các công trình thủy lợi lớn của Trung Quốc, chẳng hạn như đập Tam Hiệp hay đập cá Châu Bá. Khi người Trung Quốc bắt đầu chú ý đến sự vắng bóng dần dần của cá tầm thìa thì đã muộn. Lệnh cấm đánh bắt được công bố vào năm 1983, nhưng không có tác dụng gì trong việc khôi phục quần thể cá tầm thìa Trung Quốc. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy một con cá còn sống là vào năm 2003, khi một con cá dài 3 mét rưỡi được đánh bắt ở Tứ Xuyên. Cơ quan chức năng đã gắn thiết bị theo dõi vào con cá rồi thả nó về tự nhiên, nhưng thiết bị này ngừng hoạt động sau 12 giờ, cho thấy con cá có thể đã chết không lâu sau khi được thả. Vào tháng 7 năm 2022, loài cá tuyệt vời này bị tuyên bố chính thức là đã tuyệt chủng. Chim Huy à? Vào tháng 5 năm nay, thì tại một cuộc bán đấu giá do nhà đấu giá Waves tổ chức, một chiếc lông chim đã được bán với giá hơn 28.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 700 triệu đồng Việt Nam. Chiếc lông chim chỉ nặng có 9 gram, điều đó có nghĩa là nó còn đắt hơn cả vàng và kim cương. Mức giá này cũng đã solo kỷ lục trước đó để trở thành chiếc lông chim đắt giá nhất từng được bán ra. Đó là lông của loài chim nào mà quý như vậy? Đó chính là lông chim Huy à, một loài chim bản địa của đảo quốc New Zealand, được xác định đã tuyệt chủng vào đầu thế kỷ 20. Loài chim này được người Maori bản xứ của New Zealand coi trọng và xem là loài vật thiêng liêng. Chim Huy à thường xuyên xuất hiện trong những bài hát và các câu tục ngữ của người Maori. Lông của chúng được người Maori xem như một phụ kiện quan trọng, chứng tỏ địa vị và sự giàu có của người đeo chúng. Vì thế, chỉ có những tù trưởng và những người Maori uy tín mới được phép đeo lông vũ của chim Huy à bên người. Vốn dĩ trước khi người phương Tây đặt chân đến New Zealand, loài chim này đã rất hiếm. Sau khi người phương Tây đến từ thế kỷ 17, lông vũ cũng như các cá thể chim Huy à sống càng được ưa chuộng vì vẻ đẹp của chúng, dẫn đến tình trạng săn bắt quá mức để thu thập lông chim. Một nguyên nhân khác dẫn đến sự tuyệt chủng của chim Huy à là sự xuất hiện của các loài động vật săn mồi ngoại lai, trong đó có các loài săn mồi di cư theo người châu Âu đến New Zealand. Bên cạnh đó thì việc người dân châu Âu di cư đến New Zealand đã chặt phá rừng để khai thác gỗ, mở rộng đất canh tác cũng khiến loài chim Huy à mất đi môi trường sống. Chúng được xác nhận là đã tuyệt chủng hoàn toàn vào năm 1907. Rái cá Nhật Bản. Nước Nhật ngày nay nổi tiếng là một đất nước có ý thức bảo vệ thiên nhiên rất cao. Tuy nhiên, để có được ý thức như ngày nay thì người Nhật cũng đã trải qua một giai đoạn ưu tiên kinh tế hơn bảo vệ thiên nhiên và qua đó làm tuyệt chủng không ít những giống loài, chẳng hạn như châu sói Nhật Bản và gần đây nhất chính là rái cá Nhật Bản, loài rái cá bị tuyên bố đã tuyệt chủng vào năm 2012. Đây là loài rái cá đặc hữu của Nhật Bản với danh pháp khoa học là Lutra nippon. Rái cá Nhật Bản là loài sống về đêm, chỉ rời hang khi màn đêm đã buông xuống để kiếm mồi. Chế độ ăn của chúng cũng rất phong phú. Chúng có thể ăn cá, cua, tôm, lươn, bọ cánh cứng, dưa hấu và cả khoai lang. Cơn ác mộng của những con rái cá này bắt đầu khi nước Nhật bước vào công cuộc duy tân dưới thời Nhật Hoàng Minh Trị và giao thương với phương Tây nhiều hơn. Những tấm da rái cá trở thành một mặt hàng được ưa chuộng và những cuộc săn bắt rái cá lan rộng khắp cả nước khi số lượng rái cá Nhật Bản suy giảm nghiêm trọng. Chính phủ dường như đã ban ra một lệnh hạn chế săn bắt rái cá kịp thời, giúp số lượng rái cá phục hồi trở lại trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường sống khiến nguồn thức ăn của rái cá bị ảnh hưởng mạnh và quần thể rái cá Nhật Bản còn lại chết dần chết mòn, tồn tại lây lát cho đến cuối thế kỷ 20. Người Nhật đã cố gắng tìm kiếm những cá thể rái cá Nhật Bản còn sót lại cuối cùng vào thập niên 1990 cũng như những năm đầu thế kỷ 21 nhưng không có kết quả. Vào năm 2017 thì một camera ở đảo Tsushima đã vô tình quay được hình ảnh của một con rái cá. Tuy nhiên sau khi điều tra thì các nhà khoa học cho biết đây chỉ là một con rái cá thường, chỉ mới bắt đầu sinh sống ở Nhật Bản, là những cái thể rái cá đầu tiên được nhìn thấy ở Nhật Bản sau 38 năm. Rốt cuộc thì họ phải tuyên bố loài rái cá Nhật Bản đã chính thức tuyệt chủng. Hugh Stromberg. Sự phát triển của các thành tựu khoa học y tế đã giúp con người ngày một đông đúc, và đông đúc hơn có nghĩa là có nhiều miệng ăn cần phải nuôi hơn. Sự gia tăng nhân khẩu khiến con người cũng phải gia tăng diện tích canh tác lương thực, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc cái ăn của các loài hoang dã bị ảnh hưởng. Vào cuối thế kỷ 19, tại Thái Lan,
Chính sách mở cửa của triều đình Xiêm đã tạo điều kiện cho người Thái xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của mình, trong đó có gạo. Diện tích trồng lúa được mở rộng nhanh chóng, nhất là những đồng cỏ và đầm lầy màu mỡ. Con người có thể hạnh phúc nhìn những cánh đồng lúa chín vàng, nhưng những giống loài hoang dã như hươu Stromberg lại khóc một dòng sông. Hươu Stromberg là một loài hươu đặc hữu của Thái Lan, được đặt theo tên vị lãnh sự Anh tại Thái Lan khi đó là Robert Stromberg. Không chỉ bị mất những đồng cỏ nơi chúng thường ung dung gặm cỏ trước đây, loài hươu này còn phải đối mặt với nạn săn bắn quá mức của con người. Việc săn hươu Stromberg rất dễ dàng khi vào mùa lũ, địa bàn cư trú của chúng thường bị ngập nước và lũ hươu phải tụ tập ở những chỗ cao để tránh lũ. Điều này khiến chúng trở thành những mục tiêu ngon ăn của các thợ săn. Không có bất kỳ biện pháp ngăn chặn nào được đưa ra và quần thể hươu Stromberg hoang dã dường như đã bị quét sạch vào đầu thập niên 1930. Một con hươu may mắn sống sót trước cuộc tàn sát dã man của con người, nhưng bị nuôi nhốt trong một đền thờ ở Samutsakhon, để rồi cuối cùng cũng bị đánh chết bởi một gã say rượu vào năm 1938. Ngày nay thì chỉ còn duy nhất một mẫu vật nhồi bông của Stromberg được biết đến, nhưng không phải ở Thái Lan mà là ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Pháp, từ một cá thể sống trong sở thú đã qua đời từ năm 1868. Đa điều Ả Rập. Đa điều thì không còn gì xa lạ với chúng ta nữa rồi. Chúng là những con chim không biết bay, có kích thước to lớn và chạy thì cũng rất nhanh. Với khả năng chạy của chúng thì những vũ khí thô sơ của con người như giáo mép và cung tên dù có gây một số thiệt hại cho quần thể nhưng không đủ để khiến chúng phải tuyệt chủng. Vì thế mà trên bán đảo Ả Rập từng tồn tại một phân loài đà điểu có danh pháp học là Struthio camelus syriacus, hay có thể gọi đơn giản hơn là đà điểu Ả Rập hoặc đà điểu Trung Đông. Trong văn hóa của các quốc gia nằm trên bán đảo Ả Rập và một số quốc gia lân cận, đà điểu từng là một hình tượng khá quan trọng. Chúng từng được xem như một loài chuyên dùng để hiến tế trong văn minh Lưỡng Hà, xuất hiện trên các tác phẩm nghệ thuật hay đồ thủ công mỹ nghệ. Đôi khi chúng còn được dùng làm tặng phẩm của các vương triều Tây Á khi họ sai sứ đi sang Trung Quốc. Khi Hồi giáo trỗi dậy thì đà điểu Ả Rập trở thành đại diện của sự giàu có và quý phái. Săn đà điểu là thú vui phổ biến của các quý tộc và những người giàu có. Họ cũng trang bị những phụ kiện và phục sức làm từ trứng, lông và da đà điểu. Những con đà điểu Ả Rập có lẽ sẽ còn tận hưởng địa vị cao quý của chúng trong một thời gian dài nữa, dù có bị săn những khó mà tuyệt chủng nếu không có sự du nhập của hỏa khí cầm tay như súng trường, cũng như các phương tiện di chuyển nhanh chóng và cơ động của thời đại công nghiệp. Điều đó khiến cho việc săn đà điểu từ thú vui của giới quý tộc trở thành cuộc tàn sát trên quy mô công nghiệp. Dù vẫn rất đông đúc vào cuối thế kỷ 19, sự hiện diện của đà điểu Ả Rập ngày càng trở nên hiếm hoi khi bước sang đầu thế kỷ 20, buộc chúng phải tìm chỗ trú ẩn ở những khu vực xa xôi và hẻo lánh. Nhưng cũng chẳng bao lâu, các đường ống dẫn dầu bắt đầu vươn vòi đến các khu vực này, và những sinh vật không có khả năng chống cự như đà điểu Ả Rập trở thành thức ăn cải thiện cho những người công nhân xây đường ống. Lần cuối cùng người ta tìm thấy một con đà điểu Ả Rập là một cá thể đã chết tại phía bắc thành cổ Petra vào năm 1966. Một số mảnh trứng vỡ vẫn còn được tìm thấy rải rác ở vài nơi, và năm 1966 cũng là năm người ta chính thức tuyên bố đà điểu Ả Rập đã tuyệt chủng. Rùa can khổng lồ đảo Reunion. Chúng ta, con người thật sự là một giống loài rất đáng sợ và nên sợ với bất kỳ giống loài nào trên trái đất này. Trong lịch sử đã từng có những trường hợp động vật hoang dã chưa từng nhìn thấy người, và về bản chất chúng cũng tương đối hiền lành và dạn người. Thế nhưng, đó lại là khởi đầu của cơn ác mộng. Rùa can khổng lồ đảo Reunion là một trường hợp như thế. Đây là loài rùa đặc hữu của đảo Reunion tại Ấn Độ Dương, có danh pháp khoa học là Cylindra spis indica. Chúng được phát hiện và mô tả vào cuối thế kỷ 18, và ở thời điểm đó thì số lượng rùa trên đảo Reunion vẫn rất đông đúc. Chúng có chiều dài từ nửa mét cho đến hơn một mét, và là loài rùa cạn lớn nhất trong số các loài rùa cạn thuộc quần đảo Mascarenes. Loài rùa này giữ một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng trên đảo. Theo các nhân chứng, loài rùa cạn trên đảo Reunion không biết sợ người, thậm chí còn tò mò và sẵn sàng đến gần những vị khách con người đầu tiên của hòn đảo này. Chúng không biết rằng mình sắp trở thành thức ăn và dầu đốt cho những kẻ đi bằng hai chân kia. Một số lượng lớn rùa đã bị hạ sát mỗi năm để phục vụ cho nhu cầu của những người định cư. Đã vậy thì những người này còn mang theo heo, mèo và chuột để chúng phá phách hàng loạt tổ và trứng của rùa cạn khổng lồ đảo Reunion. Quần thể rùa sống ở vùng duyên hải của đảo Reunion bị suy giảm mạnh mẽ và tuyệt diệt trước tiên. Gần như toàn bộ giống loài này đã biến mất vào đầu thế kỷ 19, với một số trường hợp ngoại lệ sống sót được nhờ sống trên những nơi cao cho đến thập niên 1840. Nhưng đó chỉ là chút hơi tàn của một giống loài trước khi chúng tuyệt chủng mãi mãi và không bao giờ xuất hiện trở lại nữa. Rần nhai Felicola isidoroi. Sự tuyệt chủng cũng có những trường hợp khá lạ kỳ. Bạn đã bao giờ nghe đến việc một loài bị tuyệt chủng vì con người đang cố bảo toàn một loài khác chưa? Đó chính là trường hợp của Felicola isidoroi thuộc họ Trichodectidae. Chúng sống ký sinh trên lông của linh miêu Iberia. Khi số lượng loài linh miêu suy giảm mạnh thì đương nhiên
số lượng vật chủng của Felicola isidoroi cũng ít dần và bản thân chúng cũng đứng trước nguy cơ nhưng vẫn chưa tuyệt chủng hẳn. Đến khi con người cảm thấy nguy cơ tuyệt chủng của linh miêu Iberia đã quá rõ ràng, thì họ bắt đầu tiến hành các chương trình bảo tồn đặc biệt đối với loài linh miêu này bằng cách bắt tất cả số linh miêu còn sống về nuôi dưỡng trong lúc chờ khôi phục môi trường sống tự nhiên cho linh miêu, vốn đã bị tàn phá nặng nề bởi con người. Trong quá trình đó, số linh miêu còn sót lại được tẩy rận và thế là những con rận nhai Felicola isidoroi cuối cùng cũng chia tay cõi đời luôn từ đó. Người ta chỉ biết về sự tuyệt chủng của rận nhai Felicola isidoroi khi tìm được xác của cá thể cuối cùng, một con đực. Không có con rận cái nào được tìm thấy. Có thể con rận đực này đã sống những ngày cuối đời cô đơn khi là cá thể cuối cùng của giống loài còn sót lại. Mẫu vật này hiện đang được lưu giữ trong bộ sưu tập của Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Quốc gia Tây Ban Nha ở Madrid. Có thể bạn sẽ không cảm thấy gì thương tiếc cho trường hợp của con rận này. Tuy nhiên, sự tuyệt chủng của rận nhai Felicola isidoroi cũng là một sự nhắc nhở khác về sức ảnh hưởng của con người. Chúng ta có thể đang làm tuyệt chủng nhiều giống loài hơn những gì chúng ta có thể nhìn thấy, vì đó là những sinh vật nhỏ bé nhất. Cóc vàng. Đúng như tên gọi của nó, cóc vàng là một loài cóc có màu sắc cơ thể tuyệt đẹp với màu vàng cam. Chúng sống ở những khu vực núi cao nằm ở phía bắc thành phố Montevideo, Costa Rica. Được mô tả và định danh vào năm 1966, nhưng chỉ 23 năm sau, người ta đã phải tuyên bố rằng loài cóc này đã tuyệt chủng. Sự tuyệt chủng của cóc vàng được giới khoa học và bảo tồn thiên nhiên xem như biểu tượng của một cuộc khủng hoảng gọi là khủng hoảng suy giảm các loài lưỡng cư diễn ra trên phạm vi toàn thế giới. Cóc vàng có danh pháp học là Insilia spiriglenis, là một trong 500 loài cóc thuộc họ Buffonidae, dịch nôm na có nghĩa là cóc thật. Ở loài cóc này thì con đực từng có màu vàng cam, trong khi con cái có nhiều biến thể màu hơn như đen, đỏ, vàng, xanh lá hay trắng. Màu vàng cam của con đực được cho là có tác dụng thu hút đối với con cái. Chúng là thành viên của một hệ sinh thái được gọi là hệ sinh thái rừng còi cọc, dùng để chỉ thảm thực vật sinh trưởng ở độ cao lớn. Trong trường hợp này là 1.500 đến 1.620m so với mực nước biển. Để sinh sản thì khi mùa khô kết thúc và mùa mưa bắt đầu vào khoảng tháng 3 cho đến tháng 4 hàng năm, cóc vàng đực sẽ tụ tập với số lượng đông đúc trong các vũng nước để chờ đợi con cái. Khi tìm được đối tượng phù hợp, chúng sẽ giao phối cho đến khi con cái đẻ trứng. Mỗi lần đẻ thì con cái sẽ đẻ khoảng 200 đến 400 trứng vào các vũng nước không sâu quá 2,5cm. Trứng nở sau vài ngày nhưng phải mất từ 4 đến 5 tuần để lòng nọc biến thái hoàn toàn. Trong khoảng thời gian đó, chúng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Nếu mưa quá nhiều thì chúng có thể bị cuốn trôi, còn nếu mưa quá ít, chúng có thể bị chết khô. Dù con người không trực tiếp săn đuổi và đẩy cóc vàng đến bên bờ tuyệt chủng, các tổ chức khoa học và bảo tồn thiên nhiên cho rằng sự tác động của con người lên trái đất đã gây ra những biến đổi mạnh mẽ về khí hậu, dẫn tới sự thay đổi lượng mưa của các khu vực mà cóc vàng sinh sản. Mùa mưa thì mưa quá nhiều, trong khi mùa khô lại có quá ít độ ẩm. Số lượng cóc vàng suy giảm nhanh chóng và được tuyên bố đã tuyệt chủng vào năm 1989. Cá heo sông Trường Giang. Đây có thể là một trường hợp gây tranh cãi bởi về lý thuyết. Cá heo sông Trường Giang còn gọi là bạch ký hay bài chi, chưa được tuyên bố tuyệt chủng chính thức. Mặc dù vậy thì người ta không lạc quan lắm về số phận của loài động vật có vú sống dưới nước này. Các ước tính khả quan nhất cũng chỉ ước lượng rằng còn khoảng 10 có thể sống sót ngoài tự nhiên. Trong lịch sử thì loài cá heo này từng được xem là nữ thần sông Trường Giang. Theo một truyền thuyết dân gian, từng có một thiếu nữ xinh đẹp sống cùng cha dượng của mình bên bờ sông Trường Giang. Một ngày nọ thì hắn đưa nàng lên thuyền với ý định bán nàng đi làm nô tì. Trong lúc đi lên thuyền, vì thèm thuồng nhan sắc của nàng nên gã cha dượng kia còn định lấy đi trinh tiết của nàng. Nhưng nàng đã tự giải thoát cho bản thân bằng cách chìm mình xuống sông. Vì thương cho số phận của thiếu nữ và muốn trừng phạt gã cha dượng ác độc, trời đã cho nổi bão để đánh chìm con thuyền. Nàng thiếu nữ hóa thân thành cá heo, được người dân tôn thờ như biểu tượng của thái bình và thịnh vượng. Sự tôn thờ của con người có vẻ như đã giúp cá heo sông Trường Giang có một cuộc sống yên bình trong suốt hàng nghìn năm của Trung Quốc phong kiến. Vào thập niên 1950, người ta vẫn ghi nhận có đến hàng nghìn con cá heo sông Trường Giang còn sống. Tuy nhiên, trong vòng 5 thập niên tiếp theo, số lượng này suy giảm nhanh chóng, từ vài trăm con vào thập niên 1970, 400 con vào thập niên 1980 và đến năm 1997. Trong một cuộc khảo sát quy mô lớn, người ta chỉ còn tìm thấy 13 con cá heo sông Trường Giang còn sống. Lần cuối cùng cá heo sông Trường Giang được nhìn thấy rõ ràng là vào năm 2004. Vào năm 2007, một người đã quay được cảnh một sinh vật màu trắng nghi là cá heo sông Trường Giang đang bơi nhưng không rõ ràng. Kể cả khi đó là thật thì sự tồn tại của một vài cá thể trong tự nhiên sẽ không đủ để cứu cả giống loài. Nguyên nhân tuyệt chủng của cá heo sông Trường Giang có liên quan mật thiết đến các hoạt động của con người, chẳng hạn như đánh bắt bằng các công cụ và phương pháp mang tính hủy diệt, xây dựng các công trình thủy lợi,
gia tăng sử dụng các phương tiện cơ giới đường thủy, xả thải ra sông. Tất cả khiến cho môi trường sống, nguồn thức ăn của cá heo sông Trường Giang bị thu hẹp và phá hủy. Bất chấp những nỗ lực bảo tồn và tìm kiếm của chính quyền Trung Quốc, loài cá heo biểu tượng một thời của con sông Trường Giang dường như đã biến mất, như chính cách mà nàng thiếu nữ trong truyền thuyết hòa vào dòng sông để bảo vệ sự trong sạch của mình. Vừa rồi là 10 giống loài động vật đã tuyệt chủng, hay chí ít là có thể đã tuyệt chủng vì một hoặc một vài nguyên nhân do con người gây ra. Đây cũng là 10 giống loài cuối cùng được liệt kê, và video này cũng là video cuối cùng trong series đặc biệt về những giống loài tuyệt chủng vì con người của Mê Khủng Long TV. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, đây không phải là những giống loài cuối cùng bị tuyệt chủng vì con người, bởi vẫn có hàng chục nghìn giống loài khác đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng vì những hoạt động của con người, một số không thể đảo ngược. Đáng buồn thay, có lẽ rất nhiều nỗ lực bảo tồn thiên nhiên của chúng ta sẽ thất bại bởi chính sự phát triển và bùng nổ dân số của con người đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Đại tuyệt chủng thứ 6 không phải do tiểu hành tinh hay núi lửa gây ra, mà sẽ là do con người, giống loài duy nhất trong lịch sử sự sống có khả năng quét sạch không những một mà nhiều giống loài khác. Liệu chúng ta có thể làm gì không? Dinoman cũng không biết nữa, quá khó để một cá nhân có thể nghĩ về một vấn đề mang tầm hành tinh và thời đại. Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm chính là hãy góp sức bảo vệ môi trường sống bằng những hành động nhỏ nhất. Hy vọng rằng những nỗ lực quốc tế có thể giúp con người phần nào làm chậm lại xu hướng mà chính chúng ta đã gây ra trước khi mong đợi một điều gì đó tốt đẹp hơn trong tương lai. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật các video mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.